ngày tháng chạp vừa qua, tàu chở khách ra đảo Lý Sơn và ngược lại phải ngừng hoạt động do thời tiết xấu. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, biển động mạnh nhiều ngày liền nên khiến tàu chở khách ra đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi và ngược lại phải ngừng hoạt động. Hàng trăm hành khách là sinh viên, công nhân phải vất vả tại cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi để chờ trực diễn biến thông tin thời tiết để mua vé đột xuất về quê đón Tết. Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát không cho tàu thuyền ra khơi. Còn tại cảng Lý Sơn, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cho biết gần 100 hành khách du lịch bị kẹt lại trên đảo. Chính quyền địa phương yêu cầu các cơ quan sở dịch vụ lưu trú không được tăng giá, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Theo bà Phạm Thị Hương, hiện nay ở đảo Lý Sơn đã ngớt mưa nhưng gió vẫn còn ở cấp 6, cấp 7. Theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn thì ngày mai thời tiết sẽ tốt hơn, chắc chắn tuyến Lý Sơn Sa Kỳ và ngược lại sẽ vận chuyển hành khách, hàng hóa ra đảo lại thông suốt.